các bạn biết cái con này là con gì không các bạn? Con này là cái con gọi là geoduck, đặc sản của tiểu bang Washington này đó các bạn. To đùng luôn, thấy không? Cái đầu nó dài lắm nè. Mà cái con này á, nó đào sâu khủng khiếp luôn á. Các bạn mà không có cái đồ đào sâu nhanh á, các bạn không thể nào lấy được cái con này đâu. Nó để ở trong đây nó bệnh như vậy, như bên ngoài thì nó đỡ, bớt ghê hơn ở trong đây. $14 một thao nha các bạn. Đặc sản đây $14 một thao con này. Oyster. Con này là con oyster, oyster bạn. $8 một thao. Các bạn sẽ ăn thử con này, nghe nói con này ngon lắm nè. Sống mà chẳng thấy nó di chuyển gì hết à. Đây này. Đây cá. Giờ tôi vào chợ mua cá, mua tôm từ chợ bán tươi lắm. Vì nó lấy từ ngay cảng Seattle đó. À. Anh bắt ngay từ biển Seattle đem vào mà tươi ngon lắm. Tôm ngon cá cũng ngon. Ồ, có chiếc xe đang ra này. À, chỗ này parking rất là hẹp, không có đủ xe đậu. Đủ xe đậu. Nên em phải mua cái đất kia để mà cho $1 thùng sữa đậu nành. Thùng sữa đậu nành này là bao nhiêu kilo? 11 đồng này. 24 lon. 24 lon. Lấy xe đi. Đồng lưỡi em thao. Đồng lưỡi em thao. Đồng thao này chắc phải 3 pound á. Này là nặng lắm. Này là 2 pound á. Cái mua bịch cho mẹ ăn nha. À, mua đi, mua mẹ mua cho mẹ ăn. Đâu lắm không anh em chôm? Đúng rồi, mua 3 đồng 40 xe, 49 xe 1 pound. 3 đồng 49 xe 1 pound, chỗ này là chỉ phải 2 pound. Một cái bịch cắp nhỏ xíu vậy cũng 6-7 đô á. Thanh long cũng bán luôn này. Thanh long anh về ra đâu? Thanh long ruột trắng này, 3 đồng 69 xe một phao. Hai quả này nhìn cái bên ngoài. Hai quả này cũng thôi là 2 phao rồi. 7 đồng 7 đô. 2 thích ăn thanh long.
không? Táo xanh đỏ đỏ đây. Đây cây này có cái cây gì? Cây bamboo. Cây này là cái cây may mắn, cây thần tài, người ta gọi là cây thần tài á. Nên là những người ta đi, sao họ để đá để gì vào đây? Tin tưởng đó, họ có mua cây này về họ để phòng khách á, để cầu tài mà. 19 đồng một cái chậu này có cây thần tài. Nho đỏ nhiều quá này. Nhỏ bé xíu à ha. 2 đồng pháo. Có lạnh lớn này. À. Lớn này là nhỏ này. Xanh. Nó chỉ có thiếu loại móng tay thôi. Chép lâm này, thấy không? Bạch đen. Ừ, chép lâm này nó đưa. Thế được giá, à, black lâm này. Đồng 29 xem pháo. Một của Mỹ đó. Ừ. Không ngon bằng cái trái mà mình... Cái trái mình lấy ngon lắm. Mình xanh á. Đây là có trái xanh này. Trái này là trái đỏ. Cái này trái mật đỏ. Mật đỏ hả? Ừ. Red plum. Red plum đúng rồi. Mật đen. Mật đỏ thì rẻ hơn mật đen. Phải không? À, đắt hơn. Đắt hơn mật đen. Còn này mật xanh. Green này, green plum nữa này. Ồ, mật xanh mình còn chưa thấy cái này. Ừ, này mật xanh. Vậy đâu ba loại mật ha. Mật xanh, đỏ, vàng. Cái này là đồng 29 xanh tham. Mua mật đỏ ăn không? Mua thích không ăn này. Này là nhãn này. Nhãn này phải bán nhiều pháo này. Nhãn này nhãn từ Hawaii. Từ Hawaii hả? À? Đúng rồi, Hawaii luôn gần nè. Nhãn 6 đồng rưỡi một pháo. 6 đồng rưỡi pháo chứ. Chỗ này phải mười mấy đồng rồi nè. Tất cả vào trong cái bình. Đâu cải xanh. Cải lùn, cải lùn baby. Cái này cải xanh, cải bẹ trắng baby. Cải mà cải lùn nữa chứ. Cải bẹ xanh đồng 29 cent pound. Cái này là bún này. Cái này miến này. Miến đồng 89 cent bình. Bún là nhiều đấy. Bún tươi. 2 đồng 29 cent một bình. Bịch nó cũng phải bán đồng mấy một bịch này, 2 đồng 29 xem bịch lớn. Đi ra thì mình chặt quá. À muốn chán. Cái bình vuông, bình vuông, bình tròn. Bữa vừa nên bán có đồng 29 cent một lon. Mua lon rồi nước chè. Quá à. Chặt tới thôi mình đi. Chặt. Tôm nhỏ mà tươi lắm này. Tôm đá không ạ? Tôm đá nhưng mà rất là tươi này, thấy không này? Con mực này còn tươi nguyên, nó lấy bỏ tôm đá này. Màu hồng nữa, thấy không? À. Đấy, màu hồng nguyên luôn. Tôm đá. Ô, tôm này tôm wild nha. Wild đó. Đây, wild stream này. Có 7 đồng pound nè. Ờ, vậy mua ha. Ờ, đây wild stream là cũng lo nó bị tập thuốc. Tính vào cho người ta lấy. Lấy cái bao.
cái này mình phải có cái đồ kẹp kẹp bóc tay mình tươi quá ha. Xe đồ nó mới có mấy con tôm tươi vậy thôi. Nó bắt từ cảng á, mang lên nó tươi nguyên à, ngon quá. Con này bắt rẻ là tại nó có đầu. Có đầu vứt cái đầu đi thôi. Nó không có làm gì hết á, mình phải làm hết. Đấy, nguyên này, nó nguyên cái con còn tươi nguyên luôn. Rồi, mang về một thao vậy chứ mà có mấy con à? Vài con thôi. Sạch quá, tôm còn tươi nguyên rồi con. Màu tôm còn xanh nguyên rồi. Xanh nguyên quá, ngon quá. Một ít mực tươi rồi ăn ngon. Cần mua một cái đem hay là cần thích thì mẹ mua. Thôi chắc mình mua một cái chợ Winco ngon hơn. Làm sạch nhé, thì về phải làm. Các bạn biết cái con này là con gì không các bạn? Con này là cái con gọi là Geoduck, đặc sản của tiểu bang Washington này đó các bạn. To đùng luôn thấy không? Đầu nó dài lắm nè. Mà cái con này á, nó đào sâu khủng khiếp luôn á. Các bạn mà không có cái đồ đào sâu nhanh á, các bạn không thể nào lấy được cái con này đâu. Nó để trong đây nó bệnh như vậy, với bên ngoài thì nó bớt ghê hơn là trong đây. $14 một thao nha các bạn. Đặc sản đây, $14 một thao con này. Oyster, anh này là con oyster bạn, 8 đồng thao. Các bạn sẽ ăn thử con này, nghe nói con này ngon lắm này. Con sống mà chẳng thấy nó di chuyển gì hết à. Tôm lớn quá ha. Trời ơi, cua xếp khủng khiếp thật đấy. Cua lớn quá này. 8 đồng một phao. Jumbo, gọi là jumbo crab. 8 đồng phao lớn quá ha, ngon quá, còn tôm nguyên rồi. Các loại cá này còn tươi nguyên này. Đó, mấy cái cá này này. Tươi nguyên đó, nó mới bắt ở dưới biển ở Seattle á. Cá lưỡi trâu. Cá lưỡi trâu. Lưỡi trâu. Lưỡi trâu á. Lưỡi trâu không có nhớ. Cá nục gai kìa. 2 đồng 49 cent/pound cá nục gai. Lưỡi trâu thứ 3 đồng 49 cent/pound. Nguyên cái dãy hàng này là toàn là cua sông, tôm sông rồi cá. Ồ, bắt quá trời là bắt. Mấy nè mấy con đực không à? Cá này nó rô đang bơi trong hồ này. Live tilapia. 6 đồng phao. Mắc quá ha. Nếu nó không sống nó chết. Cá liệt. Nó bị liệt thôi, gọi nó cá liệt này. Cá liệt. Cá lớn dễ sợ. Vâng được. Nó mới ở ngoài cảng xe thổ đang vô này. Đấy, chắc là mới buông con. À, mới buông con à? Vừa mới buông con còn tươi nguyên này. Nó làm sạch sẽ cho mình. Cái gì vậy? Cá chim. À, cá chim.
nó làm sạch cho mình bỏ trong bịch như vậy á thì mình trả nó thêm 50 cent tiền làm. À. Con này là cua nhìn đảo quá. Cua nhìn đảo nè. Cua. Con nó chắc phải 16 đồng con, 2 pha là ít. Lớn mà. À. Cái tôm này ngon lắm này. Cái cá, cái tôm. Tôm này là tôm tươi này, tôm này là white tôm mà bắt ngoài biển ra. Ờ. Mẹ có con đất không? Có, rừng kia cho mẹ coi. À. Mẹ chưa thấy được con đó ngoài đời mà không? Tại mẹ đâu có ra cái hàng này bao giờ đâu. Có. Đây này. Đây này ngư đất này. Đấy, thấy chưa? 14 đồng một phao là live view đất này. Đấy. 14 đồng một phao cái con này chắc. Con này con này nó gọi là gui đất mới đúng, gui đất. Nó đọc là chữ, nó viết là geo đất nhưng mà là gui đất. Đất hả? À, gui con này chắc phải 30 đồng một con ấy, tại vì nhìn nó như vậy chứ nó nặng lắm. Nặng lắm. Nhưng mà cái con này nó để lâu quá, nhìn nó ghê quá. Cái con mà fresh nó không có ghê như vậy. Con fresh nó nhìn nó xù xù lên vậy. Con oyster này, cái con oyster này. Con sống nguyên này, để trong nước. 8 đồng phao đây, oyster. Đây con hết này. Cua nó với tôm hùm quá trời luôn, nhiều quá. Con này mình như là claim là nó mua từ Philippines về đây. Claim đó. Con này cũng vậy. Cũng vậy này. Này. Tự nhiên này. Đây là một trong những cái chợ Việt Nam ở Seattle đó các bạn. Hay gọi là chợ Hao Hao. Chợ của người Hoa. Người mà ở Việt Nam ở chợ lớn á, người ta qua bên Mỹ này người ta mở cái chợ này nè, nó tiếng Hoa, nó tiếng Việt luôn. 50 cent một trái bắp. Đây cũng có cái tiệm xe mẻ này, nó bán đồ ăn mẻ nè. Khắp nơi người Việt Nam. Chợ Lucky ăn đâu. Lucky An Đông, ô chợ đó mới hả? Ừ, Lucky An Đông mới, lâu lắm rồi. Thế hả? Có từ cả 30 năm nay rồi. Trong đó nó bán thuốc bắc. À, thuốc bắc. Đó, Lucky An Đông chứ kìa. À, thuốc bắc. À. Con nghĩ, con tưởng nó là cái chợ mới, không phải hả? Là cái chợ, nó lâu lắm rồi. Đó, thuốc bắc kìa, thấy không? Lucky An Đông. Đại Lợi, Liên He. Ô, như cái đường này mình đi thẳng thôi. Tới nó còn nhiều cái shopping nữa mà đúng không? Ở dưới đây nó chỉ có thêm cái chợ gì đó quên tên nữa rồi. Chợ gì em ạ? Ở dưới đó cái chợ gì đó, Việt Hoa đúng không? Dưới đây kia nó có một chợ Việt Hoa. Việt Hoa hay Việt Hoa? Có chợ Việt Hoa và có chợ Việt Quát nữa. Không phải Quát, cái đầu Hoa. WAH là Việt Hoa, chứ không phải là Việt Hoa. Việt Hoa. Cái đó. Ờ. Ai mà muốn chỉ tiệm Việt Nam với thực dân thì vào cái tiệm Đại Lợi này. Thiếu gì tiệm đâu, có phải mỗi tiệm đó đâu, có tiệm TikTok rồi này rồi. Anh Minh. Đó, đây là cái trung tâm này nha. Bắc. Đúng rồi, đất Bắc à. Đây trung tâm Việt Nam nữa này. Đây cũng có thấy kiến mì da kìa. Huê quý mì da của tụi nè, phở số 1. Đấy. Đinh Thao. Thì đi vào trong cái động xe dưới cái hầm này, trên cái hầm này. Ừ, có xe, cái hầm xe dưới đây à, đi xuống hầm xe. Để ra đây ăn. Nhà này mới à, hồi xưa nó là cái tiệm bán băng. Giờ nó biến thành nhà hàng. Nhà hàng Hương Bình á, tức là người Huế họ nấu thấy là Hương Bình đấy.
Mấy cái chỗ mà hồi xưa mình đi á mẹ. Là cái chỗ bến băng giờ chứ. Ờ, còn một cái chỗ này nữa thôi à. Còn sống một chỗ này. Nước mía nguyên chất. Ok. Đây là cái chỗ đi xuống hầm xe này các bạn. Mai à? Sau cái này phải mai là cái bẩn á, muối khô. À, bẩn muối khô. Mơ, hôm mai là mơ đấy mà. Mơ nó làm khô á, nhớ rồi à. Mơ. Seven Star Peppers, hàng đảo, cái hàng của tàu Trung Quốc á. Cái này không ai mướn đây này. Làm ăn bây giờ cũng khó khăn chứ đâu có dễ dàng như trước đâu. Ha? Cái này giờ làm ăn rất là khó khăn. Đấy, với một cái khu trung tâm này đầy đủ hết các tiệm của Việt Nam mình này. Ừ. Muốn ăn phở cũng có, muốn ăn bún bò Huế cũng có này. Ừ. Muốn uống nước mía nguyên chất cũng có ở đây luôn. À. Thứ hết về khi mình ra thì mình vô đây ăn các loại mì này. Đấy, Little Sài Gòn của Seattle này các bạn. Để cái bảng nè, Little Sài Gòn. Này bảng này mới nè, bảng này trước không thấy nè. Trước không thấy, giờ nó để cái biểu tượng có cái nón đổi lá. Lá lá đổi lên trên dưới này chứa Little Sài Gòn. Vui quá hả? À. Trước em nguyên cái dãy shopping này là bán băng ca nhạc với lại cho thuê băng đĩa. Đây đây. À. Du lịch hoàn cầu này, okay, Universal bay, Tour. Ngọc Việt này bán vàng bạc nữ trang này. Ngọc Việt nữa giờ. Ngọc Việt mưa mở lớn quá. Biết còn đâu bây giờ còn để ý cái thời điểm. Có tiền mua vàng mua hạt sàn đâu mà để ý. Đấy, phần bắt chúng ta qua nãy đó các bạn. Rồi mình đi vòng lại, tới lên phía bên này. Qua được. Đường này giờ không đâu có qua được. Qua kia, đi đây. Ngọc Việt này vừa bán đồng hồ, vừa bán nữ trang. Đó, đây là một cái dãy, thêm một cái dãy về Việt Nam, Việt Nam mình nữa nè. Bác sĩ Vương Thành Thảo này. Em đi kìa. Physician Surgeon U có Vương Thành Thảo này vừa bổ luôn này. Ở là tiệm vàng kim ngọc. Watches, đồng hồ. Có bác sĩ Phạm Xuân Thiền. Rồi Sài Gòn Deli. Nó bán cái bánh mì này nọ, thức ăn. Chè cháo, bán chè đây cho mình. Này từ Việt Nam hết ạ. À, Thanh Tâm Restaurant. Ôi trời ơi, quá trời là chim. Vì lá cây này. Cái chỗ mì lá cây nãy mình đi ngang qua nè. Anh Minh, cái chỗ chuyển tiền. Còn cái Wong Thung Seafood này là nó có bán tôm bơi trong hồ. Tôm bơi trong hồ, chả cá. Tươi nguyên này. Lá cây. Đây rồi mẹ. Được rồi đó. À. Bây giờ gần hết rồi đó. Đại Lợi.
cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này nhá. Bao gồm cả cái trung tâm của người Việt sinh hoạt tập trung ở đây buôn bán làm ăn nhiều nhất. Hẹn các bạn trong video kỳ tới nha các bạn. Chim quá trời này. Chim bồ câu không à? Chim bồ câu. Dễ sợ luôn rồi, tập trung ở đây đây hết rồi. Nhiều quá. Chắc nó muốn ăn, nó đói, nó muốn ăn. Tìm đồ ăn ha. Bye bye các bạn ha.